Thủy, mày về làm vợ tao nhé. Không, tao có người yêu rồi. Mày cứ lấy tao rồi sẽ yêu. Nhà tao giàu, Thủy về nhà tao sẽ sướng, không như nhà thằng A Báo đâu. Tao không cần nhà giàu, tao chỉ cần A Báo yêu tao thôi. Mày cũng là thanh niên, mày hiểu mà. Mày về đi. Mày không về thì tao cũng bắt mày về làm vợ. Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2015, Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà tiến hành xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự về các tội hiếp dâm, tảo hôn, bắt giữ người trái pháp luật và tội hành nghề mê tín dị đoan. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa. Sau đây, tòa tiến hành kiểm tra căn cước và phổ biến quyền và nghĩa vụ cho những người tham gia tố tụng. Bị cáo Song A Xua đứng dậy. Bị cáo hãy trả lời rõ họ tên bị cáo là gì? Thưa tòa, mình là Sùng A Xua. Ngoài tên là Xua ra, bị cáo còn có tên gì khác không? Không có. Bị cáo sinh ngày tháng năm nào? Mình sinh ngày 22 tháng 4 năm 1998. Quê quán của bị cáo? Mình ở Bản Vèn, huyện Bắc Hà. Tòa nhắc để bị cáo rõ, khi tòa hỏi, bị cáo phải xưng hô là bị cáo hoặc là xưng tôi, không được xưng mình với tòa. Bị cáo đã rõ chưa? Mình cũng nhắc cho tòa biết, tòa sai rồi mà có nhắc mình à? Bị cáo nói cho tòa biết, tòa sai ở chỗ nào? Tòa sai rồi. Mình là dân tộc Mông, trước kia gọi là người Mèo, mà tòa lại gọi mình là bị cáo là sai, tòa phải gọi mình là bị Mèo mới đúng chứ. Tòa giải thích cho bị cáo biết, gọi bị cáo là gọi người bị viện kiểm sát cáo buộc về hành vi phạm tội, chứ không phải là gọi theo dân tộc. Bị cáo đã rõ chưa? Thưa, rõ rồi ạ. Bố bị cáo tên gì? Thưa, bố bị cáo tên là Sồng A Chu ạ. Mẹ bị cáo tên gì? Thưa, mẹ tôi tên là Vự Thị Mẩy ạ. Bị cáo hay khai rõ dân tộc của bị cáo, quốc tịch của bị cáo, tôn giáo của bị cáo? Thưa, tôi dân tộc Mông, quốc tịch Việt Nam, không theo tôn giáo nào ạ. Tòa giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị cáo. Bị cáo có quyền được nhận bản cáo trạng của viện kiểm sát, quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa án. Bị cáo đã nhận được chưa? Thưa, tôi nhận được rồi ạ. Bị cáo nhận được vào ngày nào? Thưa, tôi không nhớ rõ, nhưng khoảng cách đây 2 tuần rồi ạ. Bị cáo có quyền được đưa ra chứng cứ và các yêu cầu, có quyền tranh luận, có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Tại phiên tòa này, có luật sư Bình là người bào chữa cho bị cáo. Đến giờ phút này, bị cáo còn giữ nguyên yêu cầu để luật sư Bình bào chữa cho bị cáo hay không? Thưa, có phải trả tiền hoặc lợi cho luật sư không ạ? Nếu phải trả thì thôi, tôi không nhờ đâu ạ. Vì các bị cáo là người chưa thành niên, nên bắt buộc phải có luật sư bào chữa. Luật sư Bình là cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, nhận bào chữa miễn phí, không lấy tiền hoặc lấy lợn của bị cáo. Bị cáo đã rõ chưa? Ồ, nếu không mất tiền hoặc lợn thì tôi nhờ ạ. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án và các quyết định của tòa án. Sau khi vụ án này xét xử xong ở cấp sơ thẩm, bị cáo nếu không đồng ý có quyền kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Bị cáo đã rõ chưa? Rõ rồi ạ. Con ma rừng ăn thì nó mò quán một tí nữa. Con ma già, con ma rừng, con ma suối, hãy về đây uống chén rượu chứng kiến cho con Thúy nó là vợ của thằng Xua, để cho con Thúy nó chết cũng là dâu của họ Sồng. Thằng Xua đâu? Mày đi bắt lợn về thịt cho làng xóm ăn đi. Mẹ thằng Xua đâu? Mang váy áo mới cho con dâu nào. Ông ơi, con Thủy nó trốn mất rồi. Thằng Xua ơi, con Thủy chạy trốn mất rồi. Nó trốn rồi à? Nó trốn mất rồi. Nó cạnh cửa đằng sau, nó trốn mất rồi. Nó vừa đi xong, đi bắt nó về đây. Không cần vội, nó đã được ma nhà mình chấp nhận rồi. Nó là vợ của thằng Xua rồi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ đi bắt nó về. Thank you.
đề nghị đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng. Các bị cáo đứng dậy. Thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Hà, tôi công bố bản cáo trạng. Từ các chứng cứ và tình tiết nêu trên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Hà quyết định truy tố các bị can Sông A Xua, Lù A Tở, Tráng A Bao về tội hiếp dâm theo quy định tại khoản 2 điều 111 và tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại khoản 2 điều 123 Bộ Luật Hình sự. Truy tố các bị can Sông A Chu, Vừ Thị Mẩy về tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại khoản 2 điều 123, tội tổ chức tảo hôn theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 148 và tội hành nghề mê tín dị đoan theo quy định tại khoản 1 điều 247 Bộ Luật Hình sự. Điều 111 Bộ Luật Hình sự quy định tội hiếp dâm: 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. C. Nhiều người hiếp một người. Điều 123 Bộ Luật Hình sự quy định tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. 1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. A. Có tổ chức. D. Phạm tội nhiều lần. Điều 148 Bộ Luật Hình sự quy định tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn. Người nào có một trong các hành vi sau đây đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Tổ chức kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn. Điều 247 Bộ Luật Hình sự quy định tội hành nghề mê tín dị đoan. 1. Người nào dùng lời bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Kèm theo cáo trạng là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm 128 bút lục được đánh số từ 1 đến 128. Trên đây là toàn bộ nội dung bản cáo trạng mà tôi vừa công bố. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Khi tôi lấy Thủy về làm vợ thì trời vẫn còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ, sao lại bảo là hiếp dâm? Nếu muốn làm chồng chị Thủy, tại sao bị cáo lại còn cho bị cáo Tở cùng làm? Mình nghĩ giết người mới là phạm tội, còn mình làm ra người thì sao lại phạm tội ạ? Các bị cáo đã nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện viện kiểm sát vừa công bố hay chưa? Cho các bị cáo ngồi xuống. Bị cáo Xua đứng tại chỗ. Bị cáo có ý kiến gì về nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện viện kiểm sát vừa công bố? Tôi không đồng ý ạ. Vì sao bị cáo không đồng ý? Tôi không đồng ý vì viện bảo tôi hiếp dâm là sai. Khi tôi lấy Thủy về làm vợ thì trời vẫn còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ, sao lại bảo là hiếp dâm? Tòa giải thích cho bị cáo rõ, hiếp dâm theo quy định của pháp luật là việc thực hiện hành vi giao cấu, là việc làm chuyện vợ chồng mà người phụ nữ không đồng ý, là làm trái với ý muốn của người phụ nữ. Như vậy là hiếp dâm, bị cáo đã rõ chưa? Thưa rõ. Bị cáo hãy trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc. Thưa, bị cáo nghe lời bố mẹ bắt Thủy về làm vợ, nhưng nó không chịu nên bị cáo phải làm cho nó có con để nó phải theo bị cáo về nhà. Vì vậy tôi đã rủ Tở và Bao bắt nó, tôi cùng Tở và Bao dình nó bên bờ suối để bắt nó về làm vợ ạ. Nếu định bắt chị Thủy về làm vợ, tại sao bị cáo lại thực hiện hành vi giao cấu khi mà chị Thủy không đồng ý? Tôi cũng không muốn như thế đâu. Khi thấy Thủy và mấy đứa con gái tắm, nó đẹp quá, tôi không chịu được nữa nên mới làm chồng nó luôn. Nếu muốn làm chồng chị Thủy, tại sao bị cáo lại còn cho bị cáo Tở cùng làm? Thưa, chúng nó cũng muốn như mình mà, mình cũng muốn trả công cho chúng. Bị cáo có biết làm như thế là phạm tội không? Thưa, mình biết là sai, vì Thủy không thích mình mà mình lại làm, nhưng mình không biết thế là phạm tội. Tại sao bị cáo cho rằng thế là sai mà lại không phạm tội? Thưa, mình nghĩ giết người mới là phạm tội, còn mình làm ra người thì sao lại phạm tội ạ? Bị cáo có biết là chị Thủy đã có người yêu rồi hay không? Thưa, mình biết, nhưng chưa cưới thì mình vẫn có quyền cướp về làm vợ mà.
cho bị cáo ngồi xuống. Mời các vị hội thẩm tiến hành xét hỏi. Tòa yêu cầu bị cáo Tở đứng dậy. Bị cáo có quan hệ như thế nào với bị cáo Xua? Thưa tôi là bạn của Xua và là hàng xóm của nhà ông Chu ạ. Bị cáo hãy trình bày lại toàn bộ hành vi mà các bị cáo đã thực hiện vào ngày 16 tháng 9 năm 2014. Thưa, hôm đó Xua sang nhà tôi nhờ tôi đi bắt lại vợ nó ạ. Tòa nhắc cho bị cáo rõ, chị Thủy không phải là vợ Xua vì chưa đăng ký kết hôn. Và chị Thủy không yêu Xua mà yêu anh Táo. Bị cáo đã rõ chưa? Thưa, nhưng mà nhà ông Chu làm cúng ma rồi mà. Cúng ma là một hủ tục cần phải bỏ. Lấy nhau phải đăng ký kết hôn ở ủy ban rồi làm lễ cưới. Như vậy mới hợp pháp. Bị cáo đã rõ chưa? Thưa, rõ rồi ạ. Khi bị cáo Xua sang nhờ bị cáo đã làm gì? Thưa, tôi cùng Xua, Pao nấp ở bụi cây ven suối nơi các cô gái tắm. Sau đó Xua dắt tay Thủy đưa lên bìa rừng. Thủy cũng chống cự. Xua vật Thủy ra. Sau đó nhờ chúng tôi giữ chặt chân tay. Sau đó bị cáo tiếp tục trình bày. Sau đó Xua làm chuyện vợ chồng với Thủy ạ. Sự việc sau đó như thế nào? Khi làm chuyện vợ chồng với Thủy xong, Xua bảo tôi làm đi và thế là tôi làm ạ. Bị cáo đã làm gì? Thưa, tôi đã làm chuyện vợ chồng với Thủy ạ. Chị Thủy có chống cự không? Có, nó giãy đạp và cắn tôi nhưng không chống cự được vì Pao và Xua đã giữ chặt rồi. Tòa hỏi bị cáo Pao đứng dậy. Bị cáo có quan hệ như thế nào với bị cáo Xua và bị cáo Tở? Thưa, tôi là hàng xóm của họ ạ. Bị cáo hãy trình bày rõ, ngày 16 tháng 9 năm 2014, bị cáo đã đi đâu, làm gì? Hôm đó Xua nhờ tôi đi bắt lại vợ cho nó. Bị cáo đã làm gì khi các bị cáo khác đã bắt chị Thủy? Tôi không làm gì, tôi chỉ giữ chân Thủy và cho Xua thôi ạ. Bị cáo có thực hiện hành vi nào khác ngoài việc giữ chân, tay chị Thủy không? Thưa không ạ. Bị cáo có làm chuyện vợ chồng với chị Thủy không? Thưa không ạ, tôi chỉ giữ chân tay thôi ạ. Bị cáo Xua và bị cáo Tở đều làm, tại sao bị cáo lại không làm? Vì chưa đến lượt của tôi ạ. Trước khi bắt chị Thủy, các bị cáo có bàn bạc với nhau về việc làm chuyện vợ chồng với chị Thủy hay không? Thưa không ạ, nhưng khi núp trong bụi cây xem họ tắm, thế là... Tòa hỏi người làm chứng Hà Thị Dánh, mời chị Dánh đứng dậy. Chị hãy trình bày rõ sự việc mà chị chứng kiến vào ngày 16 tháng 9 năm 2014. Dạ thưa, là hôm đấy tôi với Thủy với các bạn đang tắm ở suối, rồi thấy ba anh thanh niên ở xóm bên xuống kéo Thủy lên vỉa rừng, rồi chúng tôi sợ quá, chúng tôi chạy. Thế là thấy Thủy la hét, chúng tôi chạy về bản báo với mọi người ạ. Bị cáo có biết là cưới vợ cho con khi con chưa đủ tuổi là mắc tội tảo hôn không? Dạ có biết, nhưng từ trước đến nay đã có ai bị xử lý đâu ạ. Trước đây tôi bằng tuổi nó thì tôi cũng đã bị bắt về làm vợ nhà họ chồng rồi mà. Nhưng ở mái thì mình cũng thương yêu chồng và đẻ con, có sao đâu ạ. Đề nghị đại diện Viện Kiểm sát tiến hành xét hỏi. Viện Kiểm sát đề nghị được hỏi bị cáo Sông A Chu. Bị cáo Chu đứng dậy. Bị cáo có quan hệ như thế nào với bị cáo Xua và người bị hại Thủy? Dạ thưa, Xua là con trai của tôi và Thủy là con dâu của tôi ạ. Bị cáo cho rằng chị Thủy là con dâu của bị cáo, vậy thì con trai bị cáo và chị Thủy có đăng ký kết hôn chưa? Thưa, bây giờ thì chưa đăng ký kết hôn, nhưng sau này sẽ có ạ. Tại sao bị cáo lại nói như vậy? Tại vì bây giờ có ra ủy ban cũng không đăng ký cho đâu ạ. Vì sao vậy? Vì Xua và Thủy chưa đến tuổi kết hôn. Bị cáo biết vậy sao vẫn bắt chị Thủy về? Vì mình muốn có người làm việc nên bảo thằng Xua con trai đi bắt Thủy về làm vợ. Và mình cũng đã cưới hỏi và cũng đã cúng ma rồi mà. Bây giờ Thủy là vợ của thằng Xua thôi. Bị cáo có biết là chị Thủy đã có người yêu rồi không? Có, nhưng chưa tổ chức đám cưới, chưa cúng ma thì chưa phải con dâu là ai. Bị cáo có biết là cưới vợ cho con khi con chưa đủ tuổi là mắc tội tảo hôn không? Dạ có biết, nhưng từ trước đến nay
đã có ai bị xử lý đâu ạ. Viện kiểm sát đề nghị được hỏi bị cáo Vư Thị Mẩy. Cho bị cáo Chu ngồi xuống, bị cáo Mẩy đứng lên vành móng ạ. Bị cáo có quan hệ như thế nào với bị cáo Chu và bị cáo Xua? Dạ thưa, mình là vợ của Chu và cũng là mẹ của Xua ạ. Bị cáo cưới vợ cho Xua khi Xua chưa đủ tuổi kết hôn, bị cáo có biết như vậy là sai không? Dạ thưa, tôi không biết ạ. Vì trước đây tôi bằng tuổi nó thì tôi cũng đã bị bắt về làm vợ nhà họ Sồng rồi mà. Nhưng ở mái thì mình cũng thương yêu chồng và đẻ con, có sao đâu ạ. Bị cáo có tham gia bắt giữ chị Thủy không? Dạ thưa, tôi có ạ. Tôi có nhốt nó vào buồng. Nhưng khi chồng tôi cúng ma thì nó đã trốn mất rồi. Bị cáo có chói đánh chị Thủy không? Dạ thưa không ạ. Mình còn mang váy áo đẹp cho nó thay, nhưng khi mình mang váy áo đẹp cho nó thay thì nó đã cậy ván trốn mất rồi, nên mình cũng không đưa váy áo đẹp cho nó được ạ. Viện kiểm sát đề nghị hỏi người bị hại Hà Thị Thủy. Cho bị cáo Mẩy ngồi xuống. Tòa mời người bị hại Hà Thị Thủy đứng dậy. Chị hãy trình bày rõ chị có quan hệ như thế nào với các bị cáo. Dạ thưa, tôi không có quan hệ gì với họ cả. Họ chỉ là những người quen ở bên làng bên thôi ạ. Chị có đồng ý để nhà họ Sồng cướp về làm vợ không? Dạ thưa, tôi không đồng ý. Tôi có người yêu rồi mà, anh ấy là cục kiểm lâm báo làm ở hạt kiểm lâm huyện ạ. Vậy tại sao bố chị lại đến viện kiểm sát xin miễn tố cho nhà họ Sồng? Dạ thưa, bố tôi là người nghiện rượu, cứ ai cho bạc trắng và rượu thì ông ấy bảo gì cũng làm, mà nhà họ Sồng lại cho ông ấy nhiều rượu và bạc trắng, nên ông ấy đã làm thế. Tôi không đồng ý, tôi không muốn làm dâu nhà ấy. Khi chị bị các bị cáo Xua, Tở và Pao làm nhục, chị có chống lại không? Dạ thưa có, tôi đã không đồng ý cho họ làm chồng, tôi đã dãy ruộng rồi tôi cắn vào tay thằng Tở đấy. Họ nhưng họ có ba cười nên tôi không chịu cự lại nổi. Rồi lúc đó có anh Báo và mọi người đến. Chị có đề nghị gì không? Tôi đề nghị tòa cho chúng ăn lá ngón chết hết đi ạ. Pháp luật sẽ xử lý thích đáng với những kẻ phạm tội, chị hãy yên tâm. Viện kiểm sát đề nghị hỏi người làm chứng Giàng A Báo. Tòa mời chị Thủy ngồi xuống, mời anh Báo đứng dậy. Anh có quan hệ như thế nào với các bị cáo và người bị hại? Tôi không có quan hệ gì với các bị cáo, còn cô Thủy là người yêu của tôi ạ. Anh yêu chị Thủy đã lâu chưa? Tôi và Thủy yêu nhau được 2 năm, nhưng vì nhà nghèo, không có bạc trắng và hoa xòe, nên làm sinh lễ nên bố Thủy không đồng ý. Anh đã chứng kiến gì vào chiều ngày 16 tháng 9 năm 2014? Thưa, hôm đó tôi đi làm về, nghe thấy tiếng kêu cứu của các cô gái từ suối chạy về. Tôi cùng mọi người chạy xuống thì thấy hai tên này đang giữ chân cô ấy, còn tên này thì đang làm nhục cô ấy. Tôi cùng mọi người bắt về ủy ban. Viện kiểm sát đề nghị hỏi người đại diện hợp pháp cho người bị hại. Tòa mời anh Pháo ngồi xuống, mời bà Lù Thị Dơ đứng dậy. Bà có quan hệ như thế nào với người bị hại? Dạ thưa, tôi là mẹ của cháu Thủy ạ. Bà có xin miễn tố cho các bị cáo không? Dạ thưa không ạ. Tôi muốn tòa bỏ tù chúng nó vì chúng nó đã hại đời con gái tôi ạ. Tại sao trong đơn xin miễn tố cho các bị cáo lại có dấu lăn tay của bà? Tôi không lăn tay không được bởi vì chồng tôi đã lấy tiền và rượu của nhà họ Sồng, nên chồng tôi ép tôi lăn tay để tôi giảm nhẹ tội cho họ. Nhưng mà bụng tôi không muốn thế, tôi muốn con tôi lấy kiểm lâm báo. Tôi muốn tòa xử thật nặng và tôi sẽ trả lại tiền và rượu cho nhà họ Sồng ạ. Kiểm sát viên không hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Luật sư đề nghị được hỏi bị cáo Sồng A Chu. Bị cáo Sồng A Chu đứng lên vành móng ngựa. Anh hãy trình bày rõ, anh có tham gia bắt, trói hoặc nhốt chị Thủy không? Dạ thưa không ạ, vì lúc ấy tôi đang bận mo nên là tôi không trói, không buộc, không nhốt cô Thủy đâu ạ. Anh đã học hết lớp mấy? Dạ thưa tôi không đi học ạ. Luật sư đề nghị được hỏi bị cáo Vư Thị Mẩy. Cho bị cáo Chu ngồi xuống, bị cáo Mẩy bước lên vành móng ngựa. Chị có bắt trói cô Thủy không? Dạ thưa, mình không bắt, không trói Thủy đâu ạ. Chị học hết lớp mấy? Dạ thưa, mình học hết lớp 2 thì bỏ học ở nhà trông em và đi làm nương. Đến 15 tuổi thì mình lấy chồng ạ. Chị có biết việc mình cưới vợ cho con khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật không? Dạ thưa, mình không biết ạ.
đến hôm nay nghe mọi người nói thì mình mới biết là mình vi phạm pháp luật ạ. Biết như vậy chị có thấy ân hận không? Dạ thưa, mình rất ân hận ạ. Nếu mình biết cái pháp luật như vậy thì mình cũng không làm đâu ạ. Luật sư không hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Có hiếp dâm đâu, thằng Thủy là vợ của nó mà. Thủy không phải là vợ của tôi. Sao lại không phải? Chúng tôi đã cúng ma và tổ chức đám cưới cho chúng nó rồi cơ mà. Họ đã đăng ký kết hôn chưa? Thủy có đồng ý lấy số gã xua thằng chồng không? Bây giờ chị Thủy chưa đồng ý nên là chưa đăng ký kết hôn, nhưng bố của Thủy đã nhận tiền gạo rượu lợn của nhà tôi rồi đấy. Thân Thủy và mẹ không đồng ý. Ông đã có hành vi tảo hôn và bắt giữ người trái pháp luật. Ông hãy về đi, khi nào lên tòa ông sẽ trình bày. Đề nghị đại diện viện kiểm sát trình bày lời luận tội. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa toàn thể các quý vị, cuộc thẩm vấn công khai tại phiên tòa hôm nay đã kết thúc. Tôi Đinh Thị Thùy Linh, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Hà, thực hành quyền công tố nhà nước, xin phát biểu quan điểm về vụ án như sau. Sông A Xua, Lù A Tở, Tráng A Pao bị khởi tố về tội hiếp dâm và tội bắt giữ người trái pháp luật. Sông A Chu và Vừ Thị Mẩy bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật, tội tảo hôn và tội hành nghề mê tín dị đoan. Các hành vi của Sùng A Xua, Lù A Tở, Tráng A Pao, Sông A Chu và Vừ Thị Mẩy là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của công dân, mà còn xâm hại đến chế độ hôn nhân tự nguyện và tiến bộ mà pháp luật Việt Nam quy định. Các hành vi đó cần phải xử lý nghiêm khắc bằng việc cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để trừng trị các bị cáo và làm gương cho người khác. Từ sự phân tích trên, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm A, C, khoản 2, điều 111 để xử phạt Sông A Xua, Lù A Tở, mỗi bị cáo từ 8 đến 9 năm tù, Tráng A Pao từ 7 đến 8 năm tù về tội hiếp dâm. Đề nghị áp dụng khoản 2, điều 123 Bộ Luật Hình sự để xử phạt Sông A Xua, Lù A Tở, Tráng A Pao, mỗi bị cáo từ 2 đến 3 năm tù. Các bị cáo Sông A Chu và Vừ Thị Mẩy, mỗi bị cáo từ 1 đến 2 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Đề nghị áp dụng điểm A khoản 1, điều 148 Bộ Luật Hình sự xử phạt các bị cáo Sông A Chu và Vừ Thị Mẩy,
mỗi bị cáo từ 10 đến 11 tháng tù về tội tổ chức tảo hôn. Đề nghị áp dụng khoản 1 điều 247 Bộ luật hình sự để xử phạt Sông A Chu từ 6 đến 7 tháng tù về tội hành nghề mê tín dị đoan. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điều 613 Bộ luật dân sự để buộc các bị cáo Sông A Chu, Vư Thị Mẩy phải bồi thường cho người bị hại Hà Thị Thủy 150 triệu đồng. Trên đây là toàn bộ quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Hà về hướng xử lý đối với vụ án. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc trong quá trình nghị án để đưa ra một bản án đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Chúng tôi không còn ý kiến gì thêm. Tại phiên tòa này, có luật sư Nguyễn Thanh Bình là người bào chữa cho các bị cáo. Sau khi vị luật sư trình bày xong lời bào chữa, các bị cáo có quyền bổ sung vào lời bào chữa của vị luật sư để tự bào chữa cho mình. Các bị cáo đã rõ chưa? Rồi. Cho các bị cáo ngồi. Mời vị luật sư. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa đại diện Viện Kiểm sát, thưa toàn thể quý vị tham gia phiên tòa ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Thanh Bình, nhận nhiệm vụ bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thân chủ tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay. Kính thưa hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Hà đề nghị xử phạt các bị cáo Sông A Xua, Lù A Tở, mỗi bị cáo từ 8 đến 9 năm tù, bị cáo Tráng A Bao từ 7 đến 8 năm tù về tội hiếp dâm. Đề nghị áp dụng khoản 2 điều 123 Bộ luật hình sự để xử phạt Sông A Xua, Lù A Tở, Tráng A Bao, mỗi bị cáo từ 2 đến 3 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Chúng tôi cho rằng cáo buộc đó là thiếu cơ sở và thiếu công bằng đối với thân chủ của tôi, bởi lẽ thứ nhất, theo phong tục cổ truyền của dân tộc ít người mà các thân chủ của tôi là những thành viên thì việc trai chưa vợ có quyền được kéo gái chưa chồng về làm vợ. Chỉ vì lạc hậu, làm theo tục lệ kéo vợ, cướp vợ của dân tộc mình mà đã có hành vi xâm hại đến người bị hại, mặc dù hành vi đó là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh rằng trong hành vi của các thân chủ của tôi, yếu tố lạc hậu là điểm nổi rõ nhất khi đánh giá hành vi của các thân chủ. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, gia đình thân chủ đã mang tiền và một số hàng hóa khác đến để bồi thường cho gia đình người bị hại. Thiết nghĩ rằng các thân chủ của tôi xứng đáng được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm B, điểm K, khoản 1, điều 46 Bộ luật hình sự, đó là các tình tiết phạm tội do lạc hậu và người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Thứ hai, ngoài tội hiếp dâm, Viện Kiểm sát đã truy tố các thân chủ tôi về tội bắt giữ người trái pháp luật như là một tội danh độc lập. Theo tôi, việc truy tố này là không thỏa đáng, bởi lẽ hành vi này chỉ là một trong những hoạt động theo tập tục của dân tộc ít người ở vùng núi. Hơn nữa, không có việc bắt trói, đánh đập mà chỉ đưa về cho vào buồng cô dâu để làm thủ tục cúng ma, cưới xin. Vì vậy, chúng tôi cho rằng không hề có hành vi bắt trói người trái pháp luật. Thứ ba, việc Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo Sông A Chu và Vư Thị Mẩy về các tội tổ chức tảo hôn và tội hành nghề mê tín dị đoan, chúng tôi cũng cho rằng đây là một quyết định khiên cưỡng, không thấu lý và cũng chẳng đạt tình. Bởi lẽ, đã từ lâu, phong tục của đồng bào miền núi, nữ thập tam, nam thập lục, là đã có thể kết hôn và lễ cưới của đôi vợ chồng được làm theo phong tục truyền thống là khi kéo được cô dâu về, nhà trai sẽ tiến hành nghi thức cúng ma. Sau đó, mọi người cùng nhau dự tiệc mặn, chứng kiến cho ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng. Vì vậy, chúng tôi cũng cho rằng việc cưới vợ cho con, việc cúng ma của nhà Sông A Chu và Vư Thị Mấy đã không cấu thành tội tổ chức tảo hôn và tội hành nghề mê tín dị đoan. Thứ tư, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các thân chủ của tôi là Sông A Chu, Vư Thị Mấy phải bồi thường cho người bị hại Hà Thị Thủy 150 triệu đồng cũng là thiếu căn cứ. Bởi lẽ, số tiền mà gia đình thân chủ tôi đã mang đến đưa cho bố người bị hại đã nhiều hơn số tiền mà Viện Kiểm sát đề nghị. Vì thế, chúng tôi kính đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 điều 107, khoản 1 điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự để tuyên các thân chủ Sông A Chu, Vư Thị Mấy không phạm tội và tuyên trả tự do cho các thân chủ của tôi ngay tại phiên tòa này. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các điểm B, điểm K, khoản 1 điều 46, vận dụng điều 47 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo Sông A Xua, Lù A Tở, Tráng A Bao thay mặt cho các thân chủ và nhân danh cá nhân. Tôi xin trân trọng cảm ơn hội đồng xét xử và quý vị đã chú ý lắng nghe. Người bị hại cũng không bị tê liệt ý chí, bắt buộc phải làm con dâu của nhà thân chủ tôi. Như vậy, không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra mà quý viện kiểm sát cứ khăng khăng kết tội. Vị luật sư quen rằng số tiền bạc trắng, hoa xòe và rượu mà gia đình bị cáo Chu mang đến nhà bị hại chỉ với mục đích
ép buộc, lừa phỉnh, dụ dỗ gia đình người bị hại xin miễn tố cho các bị cáo. Thưa tòa, tôi không có tranh luận gì, tôi chỉ muốn tòa bắt chúng ăn lá ngón chết hết đi thưa ạ. Đề nghị đại diện viện kiểm sát tiến hành đối đáp tranh luận lại với ý kiến của vị luật sư. Thưa hội đồng xét xử, tôi hoàn toàn không nhất trí với những lời bào chữa của vị luật sư cho các bị cáo. Vị luật sư cho rằng các bị cáo Sông Á Chu và Vừa Thị Mẩy không phạm các tội tổ chức tảo hôn và hành nghề mê tín dị đoan, với lập luận cho rằng đã từ lâu đời phong tục của đồng bào miền núi là nữ thập tam, nam thập lục là đã có thể kết hôn và lễ cưới của đôi vợ chồng được tiến hành. Làm theo phong tục truyền thống là khi kéo được cô dâu về, nhà trai sẽ tiến hành nghi thức cúng ma, sau đó mọi người cùng nhau dự tiệc mặn, chứng kiến cho ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng. Chúng tôi xin nhắc nhở vị luật sư, quy định tại luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, ở tuổi kết hôn của thanh niên Việt Nam là nam, nữ phải đủ 18 tuổi trở lên. Ở trường hợp này, cả hai người, bị cáo và bị hại vẫn còn đang ở độ tuổi vị thành niên. Thứ hai, việc cúng ma của gia đình Sông A Chu cũng đủ yếu tố cấu thành tội hành nghề mê tín dị đoan, vì bị cáo đã lấy hủ tục lạc hậu đó ràng buộc bắt ép người bị hại miễn cưỡng chấp nhận lấy con trai của bị cáo. Thứ ba, vị luật sư quên rằng số tiền bạc trắng, hoa xòe và rượu mà gia đình bị cáo Chu mang đến nhà bị hại chỉ với mục đích ép buộc, lừa phỉnh, dụ dỗ gia đình người bị hại xin miễn tố cho các bị cáo. Vì vậy, chúng tôi đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đề xuất của vị luật sư. Đề nghị vị luật sư tiến hành đối đáp tranh luận lại với ý kiến của đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi không cho rằng hành vi cúng ma của Sông A Chu cấu thành tội danh hành nghề mê tín dị đoan, bởi lẽ hành vi này đòi hỏi phải gây ra hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa an tích mà còn vi phạm. Ở đây, thân chủ của tôi chưa từng bị xử phạt hành chính, cũng không lấy việc cúng ma làm nghề sinh sống. Người bị hại cũng không bị tê liệt ý chí, bắt buộc phải làm con dâu của nhà thân chủ tôi. Như vậy, không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra mà quý viện kiểm sát cứ khăng khăng kết tội. Thưa hội đồng xét xử, tình tiết giảm nhẹ mà vị luật sư đề nghị cho các bị cáo Sông A Xua, Lù A Tở, Tráng A Pao là không thể chấp nhận được. Đề nghị về luật sư đối đáp về vấn đề này. Thưa hội đồng xét xử, muốn xử lý bất kỳ một hành vi nào đều phải trên dựa trên cơ sở của luật. Luật quy định rõ ràng, mọi suy đoán đều phải dựa trên yếu tố có lợi cho bị can và bị cáo. Nên chúng tôi vẫn cho rằng số tiền mà gia đình người bị hại đã nhận chính là tiền bồi thường khắc phục hậu quả từ phía các bị cáo. Hy vọng rằng hội đồng xét xử sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Chúng tôi cũng đề nghị đại diện viện kiểm sát đối đáp lại vấn đề bồi thường, trong khi người bị hại không hề yêu cầu bồi thường. Thưa hội đồng xét xử, việc buộc các bị cáo Sông A Chu, Vừa Thị Mẩy phải bồi thường 150 triệu đồng cho người bị hại là chúng tôi dựa trên cơ sở các chi phí, viện phí, thuốc men mà người bị hại phải chi tiêu và quy định về mức bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người bị hại trong trường hợp này là 60 tháng lương tối thiểu theo quy định của pháp luật. Luật sư còn có ý kiến gì để đối đáp tranh luận lại với vị đại diện viện kiểm sát nữa hay không? Thưa hội đồng xét xử, xét thấy các chứng cứ và các lập luận căn cứ mà chúng tôi nêu ra đã đầy đủ và chính xác, chúng tôi không có ý kiến gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Tòa mời người bị hại Hà Thị Thủy đứng dậy. Chị có ý kiến gì để đối đáp tranh luận lại với ý kiến của đại diện viện kiểm sát hoặc của vị luật sư hay không? Thưa tòa, tôi không có tranh luận gì, tôi chỉ muốn tòa bắt chúng ăn lá ngón chết hết đi thưa ạ. Tòa mời chị ngồi xuống. Nếu không ai còn ý kiến gì mới để tiếp tục tranh luận thêm, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận để tiến hành nghị án. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng. Các bị cáo đứng dậy. Thưa tòa, tôi biết lỗi của mình rồi ạ. Mong tòa xem xét và giảm án cho tôi ạ. Bị cáo tỏ. Thưa tòa, tôi biết lỗi rồi ạ. Xin tòa hãy giảm nhẹ tội cho tôi ạ. Bị cáo bao. Thưa tòa, tôi biết lỗi gì ạ? Xin tòa hãy giảm nhẹ tội cho tôi ạ. Bị cáo Sông A Chu. Dạ. Thưa tòa, tôi không có lỗi gì ạ. Mong tòa hãy thả chúng tôi về để chúng tôi còn đi nương ạ. Bị cáo Mẩy. Dạ, thưa tòa, tôi không có lỗi, cho tòa cho tôi về nhà. Cho các bị cáo ngồi xuống, tòa tiến hành nghị án. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà, căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, ý kiến tranh luận của đại diện viện kiểm sát, của luật sư bào chữa, của bị cáo, của người bị hại và các chứng cứ khác, nhận thấy vợ chồng Sông A Chu và Vư Thị Mẩy sinh hạ được một con trai là Sông A Xua. Khi Xua 16 tuổi, vợ chồng A Chu muốn cưới Hà Thị Thủy, 17 tuổi, ở bản bên làm vợ cho Xua, nên đã bảo Xua làm quen
rủ Thủy đi chơi rồi cướp Thủy về làm vợ. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, Xua đã rủ Tráng A Pao, Lũ Á Tở cùng mình đi để cướp vợ là chị Hà Thị Thủy về làm vợ cho Xua. Khi thấy chị Thủy ra suối gội đầu, Xua đã vác chị Thủy lên vai và chạy về bản. Ở nhà, Sồng A Chu đã làm lễ cúng ma, cưới Thủy cho Xua. Thủy không đồng ý vì đã có người yêu, nên ngay tối hôm đó đã tìm cách bỏ trốn khỏi nhà Xua về nhà mình. Mấy hôm sau, khi Thủy và các bạn nữ rủ nhau đi tắm suối, Xua, Tở và Pao đã nấp trong lùm cây xem những người phụ nữ tắm. Vì xem khá lâu cảnh những người phụ nữ tắm, dục tính nổi lên. Xua đã chạy xuống suối và nắm tay Thủy kéo lên rừng. Thủy vùng vẫy chống cự nên Xua đã nhờ Tở và Pao giữ chân, tay, hộ rồi thực hiện hành vi giao cấu với Thủy. Xong việc, Xua nhường cho Tở và Pao. Khi Tở đang thực hiện hành vi thì bị công an và một số người khác bắt giữ đưa về ủy ban. Sông A Xua, Lũ A Tở, Tráng A Pao bị khởi tố về tội hiếp dâm và tội bắt giữ người trái pháp luật. Sông A Chu và Vư Thị Mẩy bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật, tội hành nghề mê tín dị đoan và tội tảo hôn. Khi hồ sơ vụ án được gửi đến viện kiểm sát thì bố của Thủy là ông Hà Văn Xính đã đến viện kiểm sát xin rút yêu cầu khởi tố vụ án đối với Xua và đồng phạm. Tuy nhiên, khi thực hiện các hoạt động thẩm tra, thu thập chứng cứ, viện kiểm sát thấy rằng ông Xính là người nát rượu, tham tiền. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng Sồng A Chu đã đến biếu rượu và tiền cho ông Xính. Vì vậy, ông Xính xin rút yêu cầu khởi tố. Tuy nhiên, bản thân chị Thủy và đại diện hợp pháp của chị Thủy là bà mẹ không đồng ý với hành động của Hà Văn Xính. Vì vậy, viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị can về hành vi nêu trên. Luật sư đã bào chữa cho các bị cáo không phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, không phạm tội hành nghề mê tín dị đoan và giảm nhẹ trong các tội hiếp dâm, tội tảo hôn. Xét thấy, chỉ vì lạc hậu, thiếu kiến thức pháp luật mà bị cáo Sồng A Chu và Vư Thị Mẩy đã có hành vi vi phạm pháp luật, đó là tổ chức tảo hôn cho con trai khi con trai chưa đến tuổi trưởng thành, sử dụng hoạt động tổ chức cướp vợ theo phong tục, cúng ma nhằm mục đích buộc người khác phải làm dâu nhà mình. Những hành động ấy phản ánh về các hủ tục lạc hậu, trái pháp luật về hôn nhân gia đình, trái pháp luật hôn nhân tự nguyện và tiến bộ, về độ tuổi kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Hơn thế nữa, hành vi của các bị cáo đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội tổ chức tảo hôn. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo xảy ra lần này là lần đầu tiên, lại chưa bị xử phạt hành chính lần nào, nên đối chiếu với điều luật thì các hành vi ấy chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự mà chỉ là những vi phạm pháp luật hành chính, nên cần thiết phải xử lý bằng các chế tài hành chính. Hành vi của các bị cáo Sồng A Xua, Lũ Á Tở, Tráng A Pao đã cấu thành tội hiếp dâm, cụ thể đã vi phạm quy định tại khoản 2 điều 111 Bộ luật hình sự. Các bị cáo nhiều người hiếp một người đã cùng nhau thực hiện hành vi đồi bại bằng sự đồng phạm giản đơn, dễ dàng chấp nhận và thỏa hiệp khi thực hiện hành vi. Hành động của các bị cáo thể hiện sự tha hóa về đạo đức, sự thiếu kiềm chế các dục vọng thấp hèn cá nhân của các bị cáo. Từ các tình tiết và chứng cứ nêu trên, quyết định tuyên bố các bị cáo Sồng A Xua, Lũ Á Tở, Tráng A Pao phạm tội hiếp dâm, các bị cáo Sồng A Chu và Vư Thị Mẩy không phạm tội. Áp dụng khoản 2 điều 107, khoản 1 điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên trả tự do cho các bị cáo Sồng A Chu và Vư Thị Mẩy ngay tại phiên tòa. Áp dụng điều 225 Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Tà Lùng, huyện Bắc Hà xử phạt hành chính đối với Sồng A Chu và Vư Thị Mẩy về hành vi tổ chức tảo hôn. Áp dụng điểm C khoản 2 điều 111, điểm K khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46, các điều 69, 70, 74 Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo Sồng A Xua, Lũ Á Tở 4 năm tù về tội hiếp dâm, thời hạn tù tính từ ngày các bị cáo phải chấp hành án. Áp dụng điểm C khoản 2 điều 111, các điểm G, K khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46, các điều 47, 69, 74 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Tráng A Pao 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng.
thời gian thử thách tính từ ngày tòa tuyên án. Các bị cáo Sông A Chu và Vũ Thị Mẩy không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo Sông A Xua, Lù Á Tở, Tráng A Phao mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp cho người bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Các hội thẩm nhân dân, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã ký. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa.